Thưa quý vị, xuất phát từ sự am hiểu nghề biển truyền thống của địa phương, một nhóm học sinh trường trung học cơ sở Lộc An ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã sáng tạo nên máy sấy ruốc đa năng. Nói chính xác thì đây là thiết bị được cải tiến để giảm chi phí sản xuất và còn tiết kiệm được năng lượng. Máy sấy ruốc đa năng tiết kiệm năng lượng của nhóm học sinh trung học cơ sở Lộc An, huyện Đất Đỏ là một trong 5 ý tưởng sản phẩm đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được chọn tham gia vòng bán kết cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức. Nhóm bạn trẻ ấy là ai, đã tạo ra sản phẩm nhiều ý nghĩa và giá trị ấy như thế nào? Vì sao họ chọn theo đuổi loại sản phẩm này? Câu trả lời có trong phóng sự sau đây. Máy sấy ruốc đa năng tiết kiệm năng lượng của nhóm học sinh trường trung học cơ sở Lộc An, huyện Đất Đỏ có kết cấu nhỏ gọn như một chiếc tủ lạnh mini gia đình, dễ di chuyển. Phần chính của chiếc máy này là hệ thống đèn halogen, chức năng tạo môi trường sấy và người vận hành có thể chủ động kiểm soát nhiệt độ. Thời gian sấy nhanh hơn, đặc biệt hệ thống pin được sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Trung bình máy mất từ 100 đến 120 phút để sấy khô 1 kg ruốc, với nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C, năng suất gấp 3-4 lần so với cách phơi ngoài trời truyền thống. Và máy sấy cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ cao hơn để giảm thời gian sấy. Từ ý tưởng đến hoàn thành máy sấy ruốc đa năng, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Lộc An mất gần 1 năm. Địa phương em hiện tại là đang có nhiều đặc sản, mà đặc biệt trong đó là ruốc sấy. Người dân phơi ruốc theo cách phơi truyền thống thì nó gây ra rất nhiều tác hại. Ô nhiễm môi trường từ mùi hôi của ruốc, không an toàn vệ sinh thực phẩm, mất mỹ quan khi phơi ruốc theo dọc đường, nên em nghĩ là đề tài này theo ý chí là tiết kiệm nhất, tiết kiệm tiền rẻ nhất, tại vì chúng em là dân biển để làm ra sản xuất nhiều để rẻ để cho nhiều dân để là có thể mua được. Khi mà các em á, nhiều lúc thì làm cái sản phẩm cũng có gặp nhiều khó khăn, nhưng mà được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường quan tâm rất là nhiều luôn. Nhà trường khi mà thiếu cái gì thì nhà trường luôn luôn là có cái đội ngũ á chị, là tìm kiếm mua những linh kiện, là cho nên khi mà các em khó khăn cái gì là nhà trường luôn luôn giúp đỡ. Cho nên nhiều khi các em cảm nhận là mình làm cái này á, thì mình cảm thấy là mình vui, mình hạnh phúc khi mình làm được cái máy ra. Vẫn dựa trên nguyên lý tạo môi trường sấy ổn định từ nhiệt đèn halogen và có màng lọc để xử lý bụi, nhưng ở máy sấy ruốc đa năng của nhóm học sinh trường trung học cơ sở Lộc An có nhiều cải tiến. Hệ thống năng lượng tích hợp sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời và sử dụng trực tiếp từ nguồn điện sinh hoạt gia đình. Điều chỉnh được nhiệt độ để làm giảm thời gian sấy, điều khiển được từ xa trong bán kính 30 m, và đặc biệt chi phí sản xuất rất thấp, từ 3 đến 4 triệu đồng một máy, bằng 1/3 chi phí mua các máy sấy hiện hành trên thị trường. Cái máy sấy thuốc năm nay á, là phải nói rằng là lúc mà các em làm thì tôi thấy rằng á, là thiết thực, bởi vì á, nó rất là gần gũi với lại cái người dân biển của xã Lộc An. Mà nếu mà làm được như vậy á, thì cái sáng tạo này thì cũng rất là giúp cho người dân cũng rất là nhiều cái hay. Cho nên tôi cũng rất là tán thành và cũng đã hỗ trợ. Trải qua 5 vòng thi sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, thanh thiếu niên từ cấp huyện, máy sấy ruốc đa năng của các em học sinh trường trung học cơ sở Lộc An là một trong 5 sản phẩm, ý tưởng đại diện cho thanh thiếu niên Bà Rịa Vũng Tàu có mặt tại vòng bán kết cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua.